Vừa qua, vụ án bé gái 11 tuổi ở Lạng Sơn bị gã hàng xóm cũng là họ hàng sát hại rồi hãm hiếp đã gây chấn động xã hội. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khuya ngày 10 tháng 1 tại xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn. Lúc này, sau khi uống rượu say và chửi bới vợ con, đối tượng Lý Văn Cao, SN1973, chú địa phương, đã ra khỏi nhà rồi lẻn vào nhà hàng xóm, chui xuống gầm giường nằm phụ. Đến khuya cùng ngày, chờ khi mọi người trong nhà hàng xóm đã ngủ say, Cao liền leo lên giường bóp cổ cháu Hát. Sau khi gây án, Cao xóa dấu vết và lẻn ra ngoài mà không ai hay biết. 11 tuổi, đến chết rồi hiếp dâm nạn nhân. Sau một ngày tích cực điều tra, công an đã kết luận Cao chính là nghi phạm, đối tượng bị bắt để phục vụ điều tra. Điều đang nói, Cao là bậc ông trong họ, có quan hệ họ hàng gần gũi với nạn nhân. Theo gia đình Cao cho biết, đối tượng thường xuyên rượu chè rồi gây sự, đã có tiền sự đâm người khác trọng thương. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước thực trạng đạo đức suy đồi của một số thành phần trong xã hội. Trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Ngọc, công ty luật hợp danh Thái Bình Dương đoàn luật sư tỉnh Nghệ An, nhìn nhận vụ án dưới góc độ pháp lý. Luật sư cho biết, hành vi giết người mà nạn nhân là trẻ em dưới 16 tuổi thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tình tiết định khung tăng nặng được quy định tại điểm B, khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Hành vi này đã phá vỡ hạnh phúc một gia đình, tước đoạt quyền sống một con người, một mầm non, chủ nhân tương lai của đất nước. Hành vi này cũng thể hiện bản tính hèn hạ, độc ác của can phạm. Xuất phát từ quan điểm bảo vệ trẻ em, bảo vệ lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ những người không có khả năng tự vệ, Bộ luật hình sự đã định khung tăng nặng đối với tội giết người mà nạn nhân là trẻ em. Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Sau khi bóp cổ nạn nhân cho đến chết, bị can lợi dụng tình trạng này để thực hiện hành vi giao cấu. Hành vi này có thể không bị truy tố về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 142 Bộ Luật Hình Sự, bởi vì nạn nhân đã chết, không còn ý chí thì việc giao cấu không thể gọi là trái với ý muốn của nạn nhân. Tuy nhiên, hành vi này của bị can đã xâm phạm nghiêm trọng đến thi thể người đã chết, xâm phạm đến phong tục, tập quán, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đối với hành vi này, bị can có thể bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm theo quy định tại Điều 319 Bộ Luật Hình Sự. Luật sư Ngọc cho biết thêm, trong trường hợp vụ án này, chỉ tính riêng tội giết người thì hung thủ đã có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình, chưa tính đến đối tượng đã từng có tiền án. Ngoài ra, việc đối tượng say rượu trước khi gây án sẽ không được xem là tình tiết giảm nhẹ,